500 km, tốc độ đạt 430, theo như ta dự tính sẽ bay giúp. Lại lâu như vậy, nó có giỏi thiệt như người ta đang đồn không đó? Không, giỏi hơn. Wow, là ai vậy? Xin chào mấy cưng, đã sẵn sàng thua chưa? Tới thác nước, ai về chót sẽ trả tiền nhiên liệu cho cả đám. Nói nghe nè, chấp hai gái bay trước một đoạn đó, đừng có cảm ơn tôi. Tạm biệt, thằng điên. Một lần 1.000, hai lần 1.000, quất luôn. Tập trung vào đi. Lại cái trò mơ mộng nữa. Cháu hả? Không. Được rồi, phải. Nhưng là vậy thôi mà, lip bottom. Thiệt sao? Có khó gì đâu. Tôi bay thẳng, tôi vòng lại. Lại bay thẳng, trời, tôi vòng lại. Sao cháu lại có thể coi thường mùi vị ngọt ngào của tứ phân bón hữu cơ này? Nhưng mà cháu đâu chỉ biết có mỗi việc rải phân. Ôi, cái thằng chó lại ba láp ba xàm về cái cuộc